Không có cầu thủ Việt Nam nào có sự thăng tiến nhanh như Huy Toàn trong những năm qua. Chỉ mất 15 phút thì Huy Toàn được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức triệu tập vào đội 1 của SHB Đà Nẵng. Chỉ mất 30 phút thì anh nhận được cái gật đầu từ huấn luyện viên Mira và trở thành trụ cột của tất cả các cấp độ chỉ trong một mùa giải. Và chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog Minh Hải với câu chuyện về tiền vệ Huy Toàn, cầu thủ vẫn được ví vui là ngôi sao từ trên trời rơi xuống và từ dưới đất chui lên. Trước hết thì tôi phải khẳng định rằng Huy Toàn là một chàng trai hết sức dễ mến, hiền lành, tốt bụng và rất hay cười. Thành công đến với Huy Toàn rất sớm, rất nhanh nhưng lại cực kỳ bền vững, bởi hiếm có cầu thủ nào lại có đầy đủ những yếu tố để thành công như Huy Toàn. Chàng trai này có tài năng bẩm sinh, luyện tập thì rất chăm chỉ và đặc biệt là rất hợp thời, có rất nhiều những may mắn. Tất cả những yếu tố trên thì Huy Toàn giờ nhận được sự yêu mến của người hâm mộ cả nước và đặc biệt là những cái cô học sinh, cô sinh viên trẻ trung và xinh đẹp thì luôn luôn coi Huy Toàn là idol. Võ Huy Toàn sinh ra ở Lâm Đồng, một vùng trắng về bóng đá và gia đình thì cũng không có ai theo nghiệp thể thao. Nhưng với niềm đam mê bẩm sinh lại sở hữu cái chân trái siêu dị, nhanh như một chú sóc, Huy Toàn sớm trở thành ngôi sao trong mắt bạn bè, trong mắt thầy cô ở trường. Đá xong giải U15 quốc gia thì Huy Toàn được đặc cách mời vào Đà Nẵng. Và như cá gặp nước thì Huy Toàn tiến bộ cực kỳ nhanh và chiếm được suất chính ở tất cả các vị trí tấn công bên hành lang cánh trái của các đội trẻ SHB Đà Nẵng. Bước ngoặt trong cuộc đời của Huy Toàn diễn ra ở tuổi 18 khi huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gọi anh vào đội U19 quốc gia. Huy Toàn lại rất hợp với triết lý bóng đá của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc và rất nhiều lần cứu giá. Và chính trong cái màu áo này thì cặp thầy trò Toàn Phúc cùng nhau chinh phục rất nhiều những đỉnh cao của vinh quang, trong đó có vị trí Á quân U19 Đông Nam Á. Huy Toàn chơi hay đến mức mà huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc phải xin cậu học trò cưng ra Hà Nội. Và năm 2012, cặp thầy trò Toàn Phúc lại thăng hạng V-League. Sự nghiệp của Võ Huy Toàn đang lên như diều gặp gió ở câu lạc bộ Hà Nội thì huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đột ngột nhận lời lên làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Triệu Quang Hà về và thay đổi nhân sự triệt để. Trong đó thì Huy Toàn nằm trong danh mục cắt giảm. Chàng trai sống cực kỳ tình cảm này lặng lẽ xếp hành lý mà nước mắt thì đã chã rơi. Huy Toàn chia tay anh em đồng đội sau bát phở chóng vánh, sau cốc cà phê uống vội, mà kẻ tiễn lẫn người được tiễn đều cố giấu đi cái sự tiếc nuối, pha một chút oán hận. Đó là ngày mà không thể nào quên với huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, Huy Toàn và các đồng đội của anh. Và tôi còn nhớ tới buổi sáng ngày hôm đó, Huy Toàn đã xách vali đi về và đi ngang qua trụ sở của VFF, nơi mà huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang ký hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc và rất nhiều những anh em đồng đội ở cả Hà Nội lẫn Đà Nẵng thì lo sợ rằng tài năng của Huy Toàn sẽ bị lụi tàn, sự nghiệp có thể sẽ chấm dứt, bởi vì lúc đó thì Huy Toàn đã có ý định giải nghệ sau những cái lời nhận xét đã tàn phá cái niềm tin của anh. Rất là may là niềm đam mê với trái bóng và khát vọng trở lại sân cỏ đã đưa Huy Toàn trở lại với SHB Đà Nẵng. Và trong một lần tình cờ xuống xem đội trẻ tập, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã bị ấn tượng ngay bởi một cầu thủ công thủ toàn diện, thể lực rất khỏe, tốc độ rất cao và đặc biệt là nhạy cảm và khéo léo trước khung thành đối phương. Được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đưa lên đội 1 nhưng không phải là đá vị trí tiền vệ trái hay là tiền đạo cánh trái sở trường mà lại đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái. Ngay trong trận đấu đầu tiên gặp Đồng Tâm Long An thì Huy Toàn đã tỏa sáng và trở thành một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của SHB Đà Nẵng và bệ phóng trong sự nghiệp của Huy Toàn cũng bắt đầu từ đó. Một buổi chiều mệt mỏi, huấn luyện viên Mira than thở rằng ông chưa tìm được ai đá ở vị trí hậu vệ cánh trái và chính tôi là người đã đề cử cho ông hai cái tên, một là Nguyễn Xuân Thành và hai chính là Võ Huy Toàn. Ông Mira xin thêm thông tin và thu thập thêm băng hình để xem. Và cuối cùng là ông đã xem trận đấu chỉ có 30 phút giữa Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng để rồi cái tên Võ Huy Toàn xuất hiện trong danh sách của đội tuyển Việt Nam. Chỉ sau vài đường bóng trong buổi tập đầu tiên thì huấn luyện viên Mira đã trả Huy Toàn lại cái vị trí tiền vệ trái và tiền đạo cánh trái, vị trí sở trường và yêu thích của anh. Huy Toàn có đầy đủ những yếu tố mà huấn luyện viên Mira yêu thích, đó là sự nhanh nhẹn, kỹ thuật và đặc biệt là luôn thể hiện sự nhiệt huyết đến bùng cháy. Cái sự quyết đoán, kỹ năng dứt điểm đa dạng chính là cái điểm mà khiến cho Huy Toàn trở thành hạt nhân trong lối chơi của huấn luyện viên Mira. Võ Huy Toàn là định nghĩa trọn vẹn nhất cho khái niệm cầu thủ yêu thích của huấn luyện viên Mira. Nhiều người còn nói đùa là đó chính là một cái mối tình sét đánh của ông thầy người Nhật. Ở SEA Games 28 vừa rồi thì Võ Huy Toàn đã chơi cực hay và trở thành đồng vua phá lưới. Những pha lên bóng ở cánh trái của Huy Toàn trở thành miếng đánh chủ đạo của U23 Việt Nam trong năm nay. Và đặc biệt là huấn luyện viên Mira đã yêu cầu vị trí hậu vệ trái không lên tham gia tấn công để nhường lại toàn bộ khoảng trống cho Huy Toàn, toàn tâm, toàn ý dứt điểm. Và đây là điều mà không ai có thể có được dưới triều đại của ông Mira. Huy Toàn là cầu thủ chơi thăng hoa nhất dưới triều đại của huấn luyện viên Mira bởi cầu thủ này lĩnh hội và thực hiện một cách trọn vẹn nhất triết lý bóng đá của ông thầy người Nhật, một lối chơi nhanh, ít chạm, đột biến và đầy máu lửa. Thành công của Huy Toàn cũng là lời gợi ý cho rất nhiều những cầu thủ đang khát khao khoác lên mình chiếc áo của các đội tuyển Việt Nam.
Huấn luyện viên Mirror đã phân tích rất kỹ về tố chất của Huy Toàn, từ thể lực cho đến tư duy, và quan trọng nhất là thi đấu được ở nhiều vị trí, thích ứng rất là nhanh với sự thay đổi của các sơ đồ chiến thuật cũng như các triết lý bóng đá khác nhau. Huy Toàn là cầu thủ có thể lực sung mãn, tốc độ cao, sử dụng hiệu quả kỹ thuật của mình, di chuyển có bóng cũng như là không bóng đều rất tốt. Quan trọng hơn cả, Huy Toàn biết ghi bàn và biết cách tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Trở thành một phần không thể thiếu ở đội U23 Việt Nam dự ASEAN, vòng loại U23 châu Á, SEA Games và cả trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam, Huy Toàn bây giờ trở về với SHB Đà Nẵng và lại tiếp tục những tháng ngày bên trái bóng. Với những gì đang có, Huy Toàn đang đứng trên một nền móng vô cùng vững chắc để xây dựng trên đó một sự nghiệp huy hoàng.